đi giày có hình thô tục, Ngọc Trinh bị chỉ trích dữ dội. Xuất hiện với đôi giày gót có hình thô tục, mô phỏng hình bộ phận sinh dục nam, nữ hoàng nội y Ngọc Trinh khiến khán giả lắc đầu ngao ngán. Được biết đến với gu thời trang siêu cấp táo bạo nhưng mới đây, Ngọc Trinh lại khiến nhiều người bất ngờ khi gợi ý phối đồ đi làm. Cô mách nước cho chị em công sở cách mix đồ sao cho sáng tạo, cá tính hơn. Theo đó, cô diện áo vest dáng ngắn mix cùng quần short cặp cao. Vì chiếc quần ngắn nên chị em có thể thoải mái phối cùng giày cao gót hoặc boots cao cổ. Tuy nhiên, gây tranh cãi nhất của set đồ này lại chính là đôi boots màu hồng cô đi dưới chân. Người đẹp gốc Trà Vinh luôn biết cách thu hút sự chú ý của dân mạng với những combo thời trang táo bạo chỉ mình mới dám làm. Điển hình như việc gợi ý chị em mix đồ công sở, môi trường vốn đòi hỏi sự chỉn chu và lịch sự, nhưng dưới chân lại đi đôi giày. Với phần gót thô tục là hình bộ phận sinh dục nam, thật ra, với nhiều người, không làm những trò khó coi, phản cảm thì không phải là Ngọc Trinh. Cô cũng là đề tài bàn tán và chỉ trích thường xuyên. Nhưng thái độ của Ngọc Trinh với phản ánh của dư luận là phớt lờ, mặc kệ và không thèm quan tâm. Lần này cũng không ngoại lệ. Điều đáng tiếc và khó hiểu duy nhất là tại sao cái tên Ngọc Trinh vẫn được mời vào những dự án điện ảnh, phim truyền hình nghiêm túc. Bộ phim mới nhất của Ngọc Trinh là vai diễn trong bộ phim điện ảnh của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng sẽ ra mắt trong dịp Tết Nguyên đán này. Sẽ có ý kiến cho rằng nghệ sĩ mặc gì chả được, hoặc không thích thì đừng nhắc. Nhưng hiện nay, nền tảng mạng xã hội là phương tiện kết nối và người sử dụng đa phần là người trẻ, chưa đủ nhận thức, hiểu biết để phân biệt cái tốt, cái xấu. Thế nên, việc mạnh tay xử lý những trường hợp này là cần thiết, góp phần làm trong sạch thế giới của những người nghệ sĩ chân chính.